Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với cho thời gian quay trở lại với Kinh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn sưởi, hay như anh em chúng ta thường gọi là kết nóng trong xe của xe Toyota Camry 2007 đến 2017. Cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là dòng sản phẩm phần liên doanh cao cấp anh em nhé. Liên doanh cao cấp này. Về cái cấu tạo của hệ thống điều hòa cũng như là bộ phận tản nhiệt của ô tô thì em cũng đã nói trong rất là nhiều video rồi. Sản phẩm được sản xuất 100% bằng hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Với cái thông số kỹ thuật nó là, chờ em một chút. Đóng ra rồi nhưng mà 20,5 nhân 18 nhân với 3. Đây là hai ống ra ống dẫn nước của dàn sưởi này. Còn đây chính là cái dàn sưởi. Cái bọc này là để tránh cho nó va đập, bảo vệ cái lan khi mà vận chuyển đấy anh em ạ. Đó. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1319 Tâm Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.